Hôm nay con cùng với lại chú chim cánh cụt. Yeah. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Con hôm nay buổi sáng con vận động nè. À la. Tạo dáng nằm hình kiểu con ếch. À. Tên tên tên. Tên tới đen em chưa có tự lực được. Phải có sự hỗ trợ của mama. Phải có sự hỗ trợ của mama cho nên là con mới nằm lực được như thế này đây. Đi chim cánh cụt ơi. Chim cánh cụt ơi. À. À, khoái cười nè. À. Có ai chạy nhanh hơn nha. Có ai chạy nhanh hơn nha. À, ở phía sau có chú gấu nữa kìa. À, ở phía sau có chú gấu nha. Rồi, để đeo cho em luôn cái hình này luôn. Cái này để làm gì đấy? Cái này để làm gì đây ta? Nằm trên cái chiếu tatami này không biết là có bị đau không? Khi mà nằm trên giường á thì có cái nệm thì nó sẽ đỡ đau bụng em hơn. Còn nằm trên này thì chỉ có một cái miếng lót nhỏ như thế này thôi. Cho nên là không biết em nằm được bao lâu, em úp được bao lâu. À, chuẩn bị khó chịu chưa? Để tạo dáng coi, coi có cõng được anh này không? Quá, chô cha, giống. Rồi, tạo lên một mái tóc rất là đẹp. À, cho phê ông mặt trời. Rồi em bị chảy nước vải rồi. Rồi thôi nha.